Chào mừng quý vị các bạn trở lại với kênh Đại Vương. Thì đến video này Vương xin chia sẻ cho quý vị các bạn cách sử dụng lịch âm mà không cần tải app nha. Thì hiện tại các bạn xem trên màn hình là có đây nè. Cái lịch đã lịch mặc định của iPhone nhưng vẫn xem được cái lịch âm. Nhưng mà Vương cũng không cần ra nha. Vì Vương muốn xóa luôn lịch việc xem được lịch âm nhưng mà Vương cũng không muốn xem, Vương à, xóa luôn nha. Đây. Thì mình sẽ đây là cái app mặc định nè xóa ứng dụng xóa đây là cái lịch việc mình xóa luôn xóa chỉ còn cái lịch vạn niên này lịch vạn niên này không phải là áp nha các bạn ha đây là cái phim tắt của nó thôi chúng ta có thể là xem được lịch âm lịch dương mà không cần tải áp đó thì làm sao để thực hiện được đó xin mời quý vị các bạn cùng vương theo dõi video này nhé mình sẽ xóa luôn cái này luôn So. sử dụng mà lịch âm không cần tải app thì các bạn hãy làm như các bước như sau chúng ta sẽ vào một trình duyệt bất kỳ trên điện thoại của các bạn này rồi bây giờ mình sẽ gõ vào thanh tìm kiếm sẽ là phím tắt .vn tại đây mình sẽ bấm vào đây và các bạn hãy vuốt lên các bạn hãy chọn vào cho mình có một là lịch vạn niên các bạn hãy bấm vào vuốt lên À, này cái đây là nó có nói này là cái lệch uh, lịch này nó sẽ được sử dụng trên cái US là 15 trở lên nha các bạn ha rồi bây giờ mình sẽ bấm vào nhận phím tắt tại đây các bạn chờ trong vòng vài giây nha để nó lót cái dữ liệu này rồi mình sẽ bấm thêm một lần nữa nhận phím tắt nó sẽ đưa tới chúng ta là một giao diện phím tắt trên điện thoại iPhone của các bạn và mình sẽ bấm là thêm phím tắt rồi như vậy là phím tắt của Vương đã được xong rồi. Đã được thêm này. Nó nằm ở cái mục phím tắt đây. Đó. Ứng dụng phím tắt này. Thì chúng ta muốn sử dụng nó thì các bạn hãy sử dụng như sau. Chúng ta sẽ nhấn vào cái phím tắt lịch vạn liên này. Nhấn giữ. Và các bạn hãy bấm vào chia sẻ. Chọn vào thêm vào màn hình chính. Chúng ta sẽ bấm vào dấu cộng này nha. Bấm vào đây. Thì ở đây chúng ta có thể là chỉnh cái logo nếu các bạn thích còn không thì chúng ta sẽ cần bấm thêm là ok rồi như vậy là vương đã được thêm cái lịch bạn điên tại đây đó mình sẽ quốc ra vào đây này rồi mình để đây đó rồi lịch bạn điên của mình đã được thêm thì cái đây không phải là cái app nha các bạn đây chỉ là một cái trang thôi trang trên cái trình duyệt web thì cái dữ liệu nó sẽ không bị hao tốn của các bạn đó, nó là mục đích nó cũng như là chúng ta đang vào một cái trình duyệt web để chúng ta xem thôi nhưng mà nó đã được lưu trên một cái ứng dụng này nếu như, như mà chúng ta đang tạo một ứng dụng nhưng không phải là ứng dụng nó sẽ tiết kiệm được dữ liệu trên à, tài khoản à, điện thoại của các bạn. Rồi việc chúng ta sử dụng thì chúng ta chỉ cần bấm vào thì nó sẽ bấm vào cái phím tắt và nó sẽ hiển thị ra đó. Nó sẽ show chúng ta nè. Bây giờ chúng ta muốn sử dụng thì chúng ta có thể là bấm vào chọn ngày tháng hoặc là lịch tháng. Bây giờ Vương chỉ chọn vào một tháng nào đó, đó tháng tư nè. À, hôm nay là ngày đó nó khoảng sâu ra nha cái app này nó là nó được trên cái trình duyệt của nó là nó sâu chúng ta là lịch âm lịch dương và chúng ta có thể là xem được ngày giờ rõ ràng luôn nha nó cũng giống như cái app lịch việt nhưng mà chúng ta không cần tải app các bạn ạ à. rồi như thì video hôm nay vương chia sẻ ngắn gọn cách để sử dụng lịch âm mà không cần tải app lên điện thoại thôi mình chúc quý anh chị các bạn thực hiện thành công à, nếu thấy video này hữu ích thì hãy cho vương một like một đăng ký kênh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại những video tiếp theo bye bye